Em xin chào các anh chị và các bạn. Chúng ta đang có mặt ở cái hẻm 132. Nơi đây có cái chùa Thánh Long phía sau mình. Nhưng mà mình đi qua rồi. Sẵn có cái dịp đi qua bên chợ Cầu Cống Đồn Văn Bơ. Gửi đến các anh chị các bạn những hình ảnh ở khu vực chợ Cầu Cống. Thì bên đây có nhà của anh Long nè. Mình vừa đi qua hẻm 132, nhà anh Long, một con anh rất là dễ thương ở ở Hoa Kỳ đi về. Sẵn tiện đây thì chúng ta đi một vòng chợ Cầu Cống năm xưa và những số hình ảnh ngày nay. Ngày xưa thì ở đây con đường này rất là lầy lội, nhưng mà bây giờ thì rất là khang trang, như là con hẻm vậy đó. Đây là cái đường Đoàn Văn Bơ, nó dài khúc nó dài này, phía sau chúng ta đó là đường Tôn Thất Thuyết, còn đi thẳng đó là đường Tôn Đản. Này, buổi sáng thì chợ rất là đông, nhưng mà bây giờ thì trưa rồi, hơn 10 giờ rồi, nên chúng ta thấy vắng bớt nè. Con đường này cũng trưa rất là nắng. Đây là đường Tôn Đản nè. Rồi chúng ta qua tiếp đường Đoàn Văn Bơ nha. Hồi nãy mình đi là đường Đoàn Văn Bơ nó dài, còn đây là đường Đoàn Văn Bơ. Con đường Đoàn Văn Bơ rất là dài. Đi từ bến Vân Đồn cho đến đường Tôn Thất Thuyết. Đường này thì buổi tối rất là nhiều hàng quán ăn uống ở đây nè. Quận 4 là một cái quận ngày xưa rất là nổi tiếng về những cái tai nạn. Nhưng mà bây giờ nó trở nên rất là sầm uất rồi, thay đổi rất là nhiều, hàng quán cũng như đường xá như hạ tầng ở đây phải nói là cũng hơn quận nhất luôn đó. Giá trị nhà cửa ở đây thì cũng không thua kém gì quận nhất ha. Buổi tối chúng ta đi ngang cái chùa này nè, em tưởng đâu là đóng cửa, nhưng mà thật ra bên trong người ta đang xây lại á. Hôm bữa thì do mình không hiểu. Ở đây có cái hẻm để thông ra đường Nguyễn Tất Thành luôn nè, Tôn Đản, Tôn Thất Thuyết. Sáng nay có dịp đi qua bên khu vực này thì chúng ta đi dạo một vòng cái chợ Cầu Cống, rồi đường Đoàn Văn Bơ, rồi đi qua Nguyễn Tất Thành này ha. Nguyễn Tất Thành đi về cầu Khánh Hội. Phía trước mặt chúng ta đó là cây cầu cao mét, cây cầu rất là lớn. Đi từ quận 4 đi qua khu chợ dân sinh. Bây giờ chúng ta sẽ quẹo phải để đi đến đường Nguyễn Tất Thành và đi về quận nhất thông qua cây cầu cầu Khánh Hội, để gửi cô chú anh chị các bạn những cái hình ảnh Sài Gòn ngày cuối tuần ở bên quận 4 này. Nhân đây thì em cũng xin chúc các anh chị các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất, và xin gửi đến những người mẹ
những cái tình cảm cũng như những cái lời chúc tốt đẹp nhất gửi đến các người mẹ nha, nhân ngày Mother Day. Đây, phía trước các anh chị đó là ngã ba Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu. Nếu quẹo phải thì chúng ta sẽ đi về khu chế xuất Tân Thuận, và còn quẹo trái mình sẽ đi vào quận nhất. Ngày xưa ở đây là cái nhà sách Nguyễn Văn Cừ, ở nhà sách Nguyễn Tất Thành chứ, nhưng mà bây giờ đã không còn nữa. Ta dừng đèn đỏ chút xíu nha. Mình đi thẳng đường Hoàng Diệu đó thì đi vô cảng, cảng quận 4. Đây đèn đỏ rất là lâu. Đây buổi chiều có cái ngay ngã tư này, buổi chiều có cái quán mì vịt tiềm ở khu vực đây, rất là nổi tiếng, đã lâu lắm rồi không có quay lại để ăn. Sự kiện rất là nhiều tiết mục. Chút xíu nữa thì em sẽ đi chợ lớn để mua một chút đồ mà các anh chị đã dặn. Xíu nữa em đi mua cái dầu cho chị Đào nha. Rồi mình xem cái khung cảnh ở chợ lớn như thế nào ha. Gửi bà con cô bác mình xem chơi cho vui. À, biết đâu những cái loại thuốc, những cái loại dầu này là một trong những cái điều mà những cái loại mà các anh chị và các bạn lần đầu tiên biết thì mình có thể chia sẻ nhau ha. Chúng ta nhìn qua đây thì có ngân hàng nhà nước nè. Ngày xưa thì ngân hàng quốc gia nè. Mình nhìn đây là sông Sài Gòn đây, bến Bạch Đằng năm xưa, đường Cường Để, rồi bây giờ là Tôn Đức Thắng. Ngày xưa thì có những cái nhà hàng trên sông tàu Bến Nghé, nhưng mà bây giờ thì tàu Elisa nè, tàu rất là lớn, tàu 5 sao. Thì cái đường này thì chúng ta đã đi rất là nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay đặc biệt là chúng ta đi qua đường này với cây cầu Khánh Hội. Tới đây rất là mát nè, chúng ta vừa đi qua khách sạn Majestic, khách sạn 5 sao Sài Gòn, rồi đến Sài Gòn House. Những hình ảnh này là những cô chú anh chị nhìn rất là quen thuộc nè. Rồi đây là vùng binh tượng đài Trần Hưng Đạo nè. Ở đây có cái ga tàu thủy Bạch Đằng đi về Vũng Tàu, tàu cánh ngầm đó. Hồi xưa tàu cánh ngầm, bây giờ cũng tàu cánh ngầm nhưng mà tàu lớn hơn hồi xưa, hiện đại hơn.
còn bữa nay là cuối tuần nên lưu lượng xe cộ cũng có vẻ vắng hơn ha. Do bây giờ nắng quá, bà con mình ở nhà hoặc là đi du lịch hết rồi, đi chơi hết rồi. Mình quẹo qua cái đường Tôn Thất Thiệp nha, ở hồ Huấn Nghiệp. Con đường này ngắn thôi, con đường này chúng ta ít nghe nói tới nè. Để đi đến đường Hai Bà Trưng. Ủa, đường Đồng Khởi chứ. Đường Đồng Khởi. À, đây là mặt sau của tòa nhà Tham Que luôn nè. Khách sạn 5 sao nổi tiếng. Rồi, chúng ta quanh qua đường Đồng Khởi nha. Cuối đường Đồng Khởi này thì chúng ta vừa đi qua đó là bến Bạch Đằng. Chúng ta sẽ quẹo phải để đi ra đường Võ Văn Kiệt ngày xưa, ngày nay, và cái đường bến Trương Dương ngày xưa. Đi ngang qua căn nhà số 88 gửi đến cô Anh Đi Hồ nha. Giờ mình đi đâu cũng có nhà của các anh chị các bạn hết, nhất là nhà của cô chú anh chị, những căn nhà hồi xưa. Bây giờ có dịp thì chúng ta sẽ nhìn lại ha. Và đến cây cầu Cao Mét đó cũng là kết thúc hành trình của chúng ta ngày hôm nay, thông qua cái video từ nhà anh Long, chợ Cầu Cống, rồi đi qua cái cầu Cao Mét, rồi đi đến cái đường bến Trương Dương để gửi đến cô chú anh chị những cái hình ảnh ngày nay, để chúng ta có thể hình dung được những cái khung cảnh của ngày xưa. Ngày xưa thì ở đây có cái chợ Cầu Móng nè, ở đầu đường Hồ Tùng Mậu và Bách Tơ nè. Ngay đây có cây cầu Móng. Ngày xưa thì theo tìm hiểu thì chợ chim chó mèo rất là nhiều ở đây. Mình nhìn lại cái chợ cầu Móng nha. Bây giờ là cái cây cầu Móng mà được rất là nhiều các bạn trẻ đến đây để chúng ta chụp hình. Nó giống như là cái tháp Nam Sang ở Hàn Quốc vậy đó. Nên lên đó mình móc khóa tình yêu treo ở trên đó. Đây, chúng ta bắt đầu đi vô đường Võ Văn Kiệt rồi đây. Là con đường bến Trương Dương ngày xưa. Những cái dãy nhà cổ, dãy nhà đồng kiến trúc thời Pháp. Đây là đầu đường Cao Mét. Đường Cao Mét để đi đến chợ Bến Thành. Đây, một dãy nhà hồi xưa đây, trong đó có 88 Võ Văn Kiệt đó, 88 Bến Trương Dương. Rồi, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị các bạn ngày mới thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe nha.